Xin chào tất cả các em. Hôm nay chị Coca sẽ hướng dẫn cho các em tô chiếc quạt cầm tay. Thì sau khi tô, chúng ta sẽ gắn cái quai này vô nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô thôi. Đầu tiên chị sẽ tô hai cái cây này màu xanh lá nè. Các em có thể phối màu mình thích nha. Chị sẽ tô hai cái này màu xanh lá trước. Cái này giống như là rong ở dưới biển đó các em. Đây là một chiếc quạt giấy. Sau khi tô xong thì chúng ta có thể dùng để quạt được luôn nha. Rất là dễ thương. Chờ tô xong ha, những cái cây này thì chúng ta sẽ tiến hành tô chú cá. Cái mẫu này dễ thương lắm đó các em. Bây giờ chị sẽ tô cái cây ở bên phải. Rong ở dưới đáy biển, hệ sinh thái ở dưới biển đó các em. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tô tiếp cái lá rong này màu xanh đậm hơn. Cái này giống như là tảo nên chị sẽ tô cái màu xanh đậm này cho giống màu tảo nha. Cục đá chị sẽ tô màu nâu. Tảo nó sẽ mọc ở trên cái đá này. Sẽ tô cái con sò này màu hồng nha. Một chú sò hồng thật là xinh xắn. Tiếp đến thì chị sẽ tô cái ngôi sao. Cái này là cái con sao biển. Con sao biển này màu cam. Xong nha. Bắt đầu thấy dễ thương rồi đó. Rồi con sò này chị sẽ tô màu vàng. Tranh của chúng ta bắt đầu lung linh hơn rồi nè. Chú bạch tuộc này chị sẽ tô màu tím nhé. Các em có thể tô màu tùy ý những cái màu sắc ở trong cái bảng màu của chúng ta. Các em cũng hãy sáng tạo tô những màu mà mình thích nhé. Hay một chú bạch tuộc màu tím. Chú bạch tuộc đang nhìn về phía bên phải. Cười nhẹ. Wow, dễ thương lên rồi đó. Bức tranh của chúng ta bắt đầu lung linh sắc màu. Một chiếc quạt cầm tay nhỏ xinh dễ thương. Rồi bây giờ chị sẽ tô cái phần trên đỉnh đầu chú bạch tuộc màu vàng nha. Chị sẽ tô chú cá này với cái màu sắc rất là bắt mắt. À, các em chờ chị tô nha. À, cứ tô hết cái phần đầu cá này đã. Chú cá này cũng đang cười luôn. Một khung cảnh rất là vui vẻ và dễ thương, sinh động nè. Đó, nhìn đẹp hơn rồi đó. Chưa? Bây giờ chị sẽ tô cái màu hồng ở cái vây cá của chú. Chắc chắn là chú cá này sẽ có một bộ cánh rất là sặc sỡ và đẹp đây. Ôi, màu đỏ cho cái phần thân của chú. Cái lớp vảy này mình sẽ tô cái màu đỏ nè. Những cái lớp vảy khác chị sẽ phối các màu khác. Xong một lớp. Lớp tiếp theo chị sẽ tô cái màu xanh. Đây, tô vô đây đi. Wow. Các em thấy đẹp chưa? Chị thấy bắt đầu đẹp lắm rồi đó. Màu xanh cho cái lớp vảy này. Cho chú thật là nổi bật luôn.
tôi cái đuôi cá màu tím. Chú cá của chúng ta thật là nhiều màu sắc phải không các em? Thật là nổi bật mà. Sẽ có màu vàng. Một chú cá sắc màu. Phần sóng nước này chỉ sẽ tô màu xanh nhạt nha, màu xanh nước biển. Xong cái phần này chị sẽ gắn cái tay cầm quạt vào là chúng ta sẽ có một chiếc quạt thật là xinh xắn. Bức tranh của chúng ta sắp hoàn thiện rồi nha. Đẹp quá các em ơi. Các em theo dõi chị của ca nhé. Chị sẽ hướng dẫn cho các em tô thêm nhiều mẫu quạt xinh nữa nè. Sóng nước này, còn phần sóng phía dưới chị sẽ để cho nó có màu trắng tự nhiên, để bức tranh của chúng ta thêm hài hòa nè. Bây giờ chị sẽ tô tiếp các cái bọt nước, các cái bong bóng ở dưới nước nè. Đây, chị tô màu cam nè. Wow, bức tranh chúng ta hoàn thiện rồi đó các em. Xinh xắn quá các em ơi. Các em nhớ theo dõi chị Coca nha.